mình trở lại với con xe UH07 nha các bạn. Đang múc giấy kinh này các bạn, kinh chính nha các bạn. Vừa múc vừa bỏ lên xe ben luôn. Tài xế cũ nói thêm một khúc cái gào các bạn, cái gào có một khúc gắn vô dài thêm. Cái này lúc trước mang cái gào bự lắm, giờ mang gào nhỏ nữa các bạn. Ăn mèo hay sao bạn? Đi cho nó có quăng quăng lại hả bạn?
cũng lâu rồi mới quay lại xe cuốc này cho bạn xem. Coi mấy gào đây xe bên hết bạn. Kết thúc video nha các bạn ơi.